Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay thì cháu lại có được lời mời từ bên anh Minh Khương TV và anh chị Quyền Niển có mời là đi vào ăn Tân Gia. Đấy, nhưng mà trời mưa, thời tiết thì là hôm nay có vẻ như là không có ủng hộ cho lắm các bác ạ. Thời tiết mưa rất là nhiều bây giờ ấy. Tại những cái chỗ này thì cháu được nhìn thấy là mưa nhiều quá, thành ra là có những cái tảng đá nổi lên rất là to. Đường đi vào nhà ông Dĩ thì là vào mùa này đi vô cùng khó khăn các bác ạ. Tại thời tiết thì là đang mưa khá là nhiều. Hiện tại thì là ở dưới là có mấy anh em là bên mấy anh em Trình này, Giang này, thêm là một số anh nữa là cũng đang chuẩn bị là ở dưới kia cũng gần hết rồi. Cháu Lực thì là ở xa hơn cho nên là ra muộn hơn các bác ạ. Bây giờ thì trời tiết mưa quá thì đi vào thì sẽ ghi hình sau thôi các bác ạ. Đây, thưa các bác, vừa rồi thì cháu Lực là từ bên kia là di chuyển ra đến nhà của ông Dĩ thôi các bác ạ. Đây, một ngôi nhà mà chuẩn bị bước vào thôi đã nhìn thấy rằng là có một phần cái phần là mái hiên, và ở ngoài thì cháu Lực nhìn thấy là có những cái bộ cam để mà lắp vào để mà cháu cũng như là chống kẻ trộm, một chống kẻ trộm các bác ạ. Đây, ở phía bên ngoài thì có vẻ như là trời hôm nay mưa rất là nhiều các bác ạ. Mưa từ sáng hôm nay rồi đến buổi trưa là vẫn chưa có tạnh. Sáng sớm nay thì là có các bạn là các bạn thì đã ra trước để mà phụ giúp cho ông Dĩ để mà làm rồi các bác ạ. Đây, ở phía bên ngoài thì bây giờ các cô các bác hàng xóm là cũng ra khá là đầy đủ rồi. Ở đây thì có vẻ như là ông Dĩ cắt bánh ra để mà tiếp là các bác nữa. Ở đây thì có cả chị Quyền Yển. Đây, chị gửi một lời chào tới các bác. Cháu Yển xin chào tất cả quý ông bà cô bác có đang theo dõi kênh của em Lực Bản Em ạ. Nào, Chiến chào các bạn nào. Con chào Đơn bà kia, nhìn vào điện thoại của chú Lực. Con tay vào. Con chào Đơn đó bà. Rồi. Rất là ngoan của bác ạ, Chiến đấy. Chú là lên đây lâu chưa chú? Vừa đến à, nhà chú có xa không? Có. Hôm nay là cũng thứ nhất là được ông Dĩ mời, thứ hai thì biết tin là ông Dĩ chuẩn bị có ngôi nhà mới thì là lên Tân Gia à không? Vâng ạ. Nhà chú thì vừa rồi chú đi bộ hay là đi xe lên? Đi xe lên à? Vâng. Buổi mưa này cũng đi khó khăn đấy chú nhỉ? Vâng. Có các cô thì còn đang mặc trên mình là những cái bộ quần áo truyền thống là dân tộc Nùng đúng không bác? Bạn Trình có vẻ như là đang thở, không biết là nhìn điều gì đấy cô bác ạ. Trình hiểu là chào tới các bác các bạn. Thưa Trình, xin mến chào tất cả quý bác anh chị trên kênh của Bản Em. Chị hôm nay thì anh em chúng cháu có ra nhà của ông Dĩ để Tân Gia cô bác ạ. Hiện tại thì đã là hơn 10 giờ rồi. Cháu Trình thì ra từ lúc 6 giờ, hiện tại đang khá là đói rồi cô bác. Các bạn từ sáng giờ là chuẩn bị món ạ. Hôm nay thì làm bao nhiêu món bạn? Hôm nay thì làm có những món như là thịt thì sẽ chế biến thành 3 món. 2 món thôi, thịt luộc với cả áp chao. Đấy, là thịt lợn. Trình thì hôm nay có vẻ như là ra sớm là hơi lạnh các bác ạ, cho nên là còn là mặc sớm là mặc áo khoác đấy. Hôm nay là mưa rồi. To quá mà. Thế thì để mình đi vào xem hôm nay bạn chế biến thêm món gì bạn nhá. Bạn có phải là làm bếp trưởng không? Không, mình thì viết phụ thôi, bây giờ thì hết công việc rồi. Bây giờ là dành cho các chú trưởng bếp là làm rồi. Mấy anh em thì cũng hầu như là có những cái chương trình nào khi mà hoàn thiện thì đều là tụ họp là với nhau như buổi ngày hôm nay cả cô bác ạ. Đây thì đây là món gì đây chú? Thịt nạc. Thịt nạc à? Ủa, thơm quá nhỉ. Đây là thịt nạc nấu với lại xả với lại thêm là cái gì đây chú? Tôi xả à? Có gì đấy. Thơm quá, mở nắp ngay ra. Mở nắp ra cái là đứng ở đây là đói rồi bạn ạ. Bên phía bên này thì là đang làm hai cái bếp nho nhỏ. Bên này là món đậu giá đây cô bác này. Là món đậu tương. Đậu tương này thì là thứ nhất là để xào, và thứ hai thì là để nấu canh thì nó cũng hợp lý hơn cô bác. Hôm nay thì nếu mà như mà không có trời mưa đấy thì là mấy anh em sẽ làm mà bếp ở ra phía bên hông nhà đấy, nhưng mà do là trời mưa thì làm ở chỗ này thôi các bác ạ. Bây giờ thì xin mời
các bác là cùng đi vào trong nhà của ông Dỉ một chút cô bác nhé. Trước thì cháu Lực cũng xuống là ghi hình vài lần rồi cô bác ạ, nhưng mà đến hôm nay thì nó là một cái buổi ghi hình khác cô bác. Hôm nay thì là một cái buổi tân gia này. Trời mưa này thì là những cái sàn nhà thì hơi bẩn một chút cô bác nhé, trời mưa ấy. Hôm nay thì có rất là đông các bác các cô ra chung vui cùng với lại ông Dì. Con chào ông Dì nhá. Đang ăn bánh nhà ông. Ông ra thì chào các bác. Xin chào các bác. Hôm nay là có vui đúng không? Có, rất vui rồi. Vâng. Hôm nay là ngày đẹp, ngày tân gia phải không? Vâng. Hay là hàng xóm ra phụ giúp à? Vâng. Ông thì hôm nay là cũng là mặc trên mình bộ quần áo truyền thống của dân tộc Nùng của bác ạ. À đây là Quyết đúng không? À, Quyết là cũng mặc à? Thế nào? Thế nào? Người chào tới các bác nào? Con chào con quá ạ. Thế hôm nay nhà mình làm gì? Tân gia. Tân gia à? Áo này là ai may cho? Hay là sao? Bác làm cho à? Thế là hôm nay là hai ông cháu là có trên mình cái bộ quần áo của bác. Quyết thì đang mải đi chơi với lại các bạn phía bên ngoài. Bây giờ phía bên này là khu vực bếp của bác ạ. Đấy. Đây này thì có bạn áo trắng trắng này, bạn mua đen đen này hình như giống bạn A Giang quá không bác ạ? Cháu Giang xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của bác anh chị ở trên kênh của bạn em các bác nhá. Hôm nay thì bạn em là đi hơi muộn đấy. Đi hơi muộn, xa hơn, nếu mà gần như Giang thì chắc là... Đúng rồi các bác, tại vì là Lực là không có ở dưới huyện cùng anh em cháu, là Lực là ở trên xe xã, vậy nên là Lực là đi sau. Và lúc đấy bạn mang dao xuống mà dao đâu bạn? Dao anh... Đấy, anh Nghiêm. À, của anh Nghiêm à? Không biết là anh Nghiêm để đâu. Thôi bạn cứ ra ngồi nghỉ ngơi đi. Ở đây thì có vẻ như là các bác là đang thái thêm là món đậu này. Đậu này thì là lấy chân qua rồi hả chú? Chưa. Chưa à? Cái đậu này thì mình nấu như nào? Đấy, lục, lục. Lại lục tiếp. Chứ lại luộc à? Một tí mình có lấy chiên không? Hả? Một tí mình có lấy chiên lên không? Một tí mình có lấy chiên lên. Thế là thả vào nước sôi luôn à? Thế là rất là nóng hổi đúng không anh? Cái đậu này là đậu bằng đậu tương. Mình thấy chưa không? Cái đậu này đấy. Hả? Đậu này là đậu tương làm ra làm tương này mình à. Đấy. Đậu tương thì nó đậu nhìn trong rất là hấp dẫn, rất là ngon đúng không ạ? Rất là mềm mại. Bây giờ phía bên này thì cũng được nhìn thấy là món này là món này gà không thể thiếu được rồi cô bác ạ. Món này là nhà ông Dỉ là chuyên gia, là ông Dỉ đi vào rừng để mà lấy. Là thấy là mang xào với lại xương quá ạ. Bây giờ phía bên này thì là bánh được cô bác này, bánh như thế là các cô với lại các bác là hàng xóm ra đấy thì là lấy bánh được ra. Bánh như thế là bánh theo như kiểu là bánh dày ấy. Rồi, các bác này ra phía bên này là đang thái là món lòng này, lòng dồi. Các bác chắc là sáng nay là ra sớm nhỉ các chú nhỉ? 5 giờ. 5 giờ rồi à? 5 giờ bắt đầu làm bếp rồi. 5 giờ là làm bếp rồi à? Vâng. Hôm nay thì bác nào là trưởng bếp á? Ở đây là không có trưởng bếp. À không có trưởng bếp. Anh em hộ nhau làm thôi. À là anh em hộ nhau làm thôi đúng không? Ai hôm nay thì nếu mà như không có hàng xóm ra hộ thì phải nói là không. Hai ông cháu không biết là xoay sở như thế nào quá. Và cũng có mấy anh em trên canh xuống, nhưng mà mấy anh em thì đôi lúc thì cũng bận thêm là việc khác ấy. Thứ nhất là ghi hình để đăng tải lên cho các bác là cùng biết. Món này là món lòng dồi à? Chú, lòng dồi. À, với thấy là với cả tim nhỉ, món này ấy. Đấy. Ừ. Khói nghi ngút lên nhìn trong rất là hấp dẫn các bác ạ. Nếu mà bây giờ mà cầm một bát cơm nguội ăn thì là tuyệt vời phải không? Bạn có thưởng thức một miếng không? Thôi bạn à, tí thưởng thức sau. Các bác có vẻ như là thái rất là điệu nghệ này, rất là điệu nghệ. Ôi, ở đây không còn dùng thớt à đúng? Không có. Không cần. Nhà ông Dỉ thì có vẻ như là rừng cây có nhiều nhưng mà thấy ông không có đi lấy thớt nhỉ? Thớt này thì là thưa các bác ạ, là nó phải chọn cây gỗ
nó phải gỗ cứng thì là mới làm được thất, chứ còn là từ cái cây rừng nhà ông thì có nhiều đấy, nhưng mà toàn là cái cây mà nó rất là mềm. Rồi, bên này thì là món thịt áp chao của bác này, ướp với lại thêm là một chút lá chanh. Rất là thơm của bác ạ. Khi mà ngày hôm nay thì là anh Balenciago là anh ở bên nào ấy nhỉ? Anh thì chào thấy bác ạ. Chào Nghi Em, xin mến chào quý ông bà, cô chú và anh chị trên kênh Em Lực Bản Em. Hôm nay thì mấy anh em chúng cháu cũng có tập trung tại đây để đến mừng tân gia nhà ông dì quý ông bà. Anh ra hôm nay anh ra muộn em ạ. Lúc anh ra đến nơi thì cũng 8 giờ rồi. Lúc đến đây thì anh em cũng đã đun nước xong, cũng đã chuẩn bị mổ lợn. Bên này thì là một cái bếp lò, bếp này không thể thiếu được. Đây là đang luộc món gì đây chú đấy? Đây đang luộc món lòng ruồi. Lòng ruồi à? Vâng, gan lòng ruồi đây. Đấy, còn gan thôi, lòng đang thái rồi. Đấy. Đây sắp chín chưa? Có, sắp chín rồi đấy. Vâng. Bên này là ngoài thêm là món áp chao ra thì còn món là thịt lợn luộc của bác ạ. Thịt lợn luộc thì cũng dùng bằng lá chanh để mà trộn vào, rất là thơm của bác. Mấy anh em thì đang ra phụ giúp cho mình là tiếp tục là ra bên này để mà trò chuyện cùng với lại là các bác và các chú một chút. Hôm nay thì là không thể thiếu được là món thiếu được thêm là rượu của bác ạ. Đừng có đốt nhau nhá, đừng có đánh nhau nhá. Đây là điện thoại nhá. Điện thoại đừng có đánh nhau nhá. Đây là rượu ông với ca này. Vâng. Rượu này là ông đi mua về hay là tự nấu? Thì em giúp đấy. À, đấy là anh em là góp nhau là mỗi người một chút à? Vâng. Cái này là 20 lít này. Ông là đang chuẩn bị rót rượu ông à? Ông có dùng ống hút để hút không? Có. À, đằng sau ông kìa. Đây. Vậy hôm nay thì là ngày vui tân gia cho nên là không thể thiếu được là những cái chén rượu và chén chè cả. Ông ăn hay chưa ạ? À đây ạ. Rồi chiến say nhá, đi ra ngoài chiến, đi say rượu nhá. Rượu là người rót mà cũng rất say đấy ông nhỉ. Chưa cần uống đâu nhưng mà chỉ cần mình rót nhiều là cũng say. Đây, nếu mà để nói 20 lít thì là say gần được là gần 20 chai, hơn 20 chai các bác ạ. Say à? Đây vào trong nhà thì hôm nay là sẽ có đồ đạc cho nên là nó sẽ hơi bừa bộn một chút của bác nhé. Đây thì là vừa rồi cháu được nhìn thấy là các cô thì cũng chia cơm ra thành túi như này này. Xôi này này là rất là thơm của bác, xôi này thì trông rất là ngon. Đấy, bây giờ mà đi ghi hình cái gì cũng ăn một tí nó đói là không có ăn được gì nữa các bác. Đây ở trên này thì là vừa rồi là cũng cháu được nhìn thấy là người đồng bào dân tộc Nùng của bác khi mà lên nhà mới này không thể thiếu được là những cái món những cái chiếc bánh dày để mà để lên trên bàn thờ cúng tổ tiên. Và bên này thì không biết là các bác có cái gì để mà giúp không? Các bác có gì để giúp thì là sẽ tiếp tục làm. Anh Khương thì vừa rồi là có đi chút việc của bác ạ, thành ra là chưa có ra đến nơi. Một tí nữa thì anh Khương sẽ là anh ra sau. Đấy, ở trên này thì cháu được nhìn thấy là thiết kế để mà một cái tấm trắng này thì ở đây thì nó sẽ có ánh sáng là nhiều hơn. Ở đây phòng bếp là có một cái, còn là nhà vệ sinh ở bên kia là có thêm một cái nữa.
Ôi, hôm nay là có vẻ như là sẽ phải tốn nhiều rượu một chút rồi. Cán viên tù tù áo gì? Một can này có đủ không? Uống vừa đủ đấy ông nhỉ? Uống để cho nó vui, uống để cho nó vui vẻ đấy chứ, uống để say thì tí là chiều là không có đi làm được việc khác ấy. Vâng. Trời mưa, cái này bác là ở tận đâu lên đó bác? Đi về không được rồi. Tắm mát để tiên đâu cần lên. Tại đi chơi đi sáp ấy. Sáp ấy. Bác là xá thêm một chút của bác ạ. Hôm nay thì là cũng biết là gia đình nhà ông cũng ra đấy. Cho nên Tân Sơn. Tân Sơn. Các bác là cũng ra. Bác thì có vẻ như là mặc áo này xong là trên mặc áo truyền thống dân tộc Đồng này ở trên kia ở trên cái cổ của bà. Này là như rất là nhiều bà. Ông ngoại chú gì luôn. Là ông ngoại á. Và thế là cũng là hàng xóm đúng không? Đúng là anh em trong nhà đúng không bác nhỉ? À vâng. Rồi rót rượu ra là thành chai một thôi này. Thưa các bác, hiện tại thì ra phía bên này thì các chú cũng đang là hộ nhau chia ra thành mâm để mà chuẩn bị là khách cùng tới cho các bác. Chúng tôi hiện tại là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nên đang chia ra thành 8 mâm này. Rồi món thịt lợn, món này là món thịt lợn nạc. Để nguyên một món nạc. Có cả thêm là đậu phụ nữa. Hôm nay thì hàng xóm là ai cũng ra giúp đỡ hai ông cháu rất là nhiệt tình của bác. Có những bác thì là ra từ rất là sớm rồi, ra tầm độ là 4 đến 5 giờ. Hôm nay thì sẽ có, hôm nay thì do là ngoài thì là thời tiết mưa đấy các bác ạ, thành ra là nó sẽ hơi hơi anh Quyền thì sáng nay chắc ra từ sớm anh Quyền nhỉ? Anh ra từ lúc từ tối qua rồi. Tối qua anh chở lợn ra đây mà. Tối qua là anh ngủ đây luôn à? Không, hôm qua anh về đến nhà 11 giờ đêm. 11 giờ đêm. À. Sáng nay anh ra đây sớm. Không, sáng nay là 7 giờ hơn một tí anh mới ra. À. Hôm qua đi về muộn quá, thế là ngủ muộn đấy. Cháu Quyền xin chào quý vị khán giả trên kênh của em Lực bản em các bác nhá. Hôm nay thì lại rất là vinh dự của bác ạ, lại được anh chị Quyền đi là tiếp tục đề ra là tân gia ngôi nhà thứ hai rồi. Đây lần này là ngôi nhà thứ hai, chắc là kế tiếp là tiếp tục là đến nhà của hai anh em Hưng Thuận anh nhỉ? Hưng Thuận, nhà 6 mẹ con nữa. À vâng. À, chuẩn bị là đang khởi công một nhà nữa. Vâng, nhà của em Tài. Thêm rất là nhiều, rất là nhiều ngôi nhà. Có những ngôi nhà thì sắp đến tân gia rồi cô bác ạ. Hôm nay thì rất là vui khi mà anh em chúng cháu là có hội tụ tất cả mọi người đến đây hết. Có tất cả anh em đến đây cùng nhau làm và cùng nhau là nói chuyện với nhau và cùng nhau là nhận xét rồi là trao đổi công việc. Ví dụ như là có những phần nào mà chưa được ấy thì anh em khi mà tới này có duyên với cô bác Mạnh Thường Quân mà có thể tiếp tục hoàn thiện các cái ngôi nhà tiếp theo cho các hoàn cảnh thì có thể là mình sẽ rút kinh nghiệm. Đấy. Anh em cháu ở trên này thì được cái là đoàn kết các bác ạ. Đấy, đoàn kết với nhau, cùng nhau là cố gắng, cùng nhau là giúp đỡ và chia sẻ nhiều hoàn cảnh khó khăn để gửi đến toàn thể các bác. Thì hy vọng sẽ giúp đỡ được nhiều mảnh đời bất hạnh ở trên vùng cao này hơn. Bây giờ thì cháu sẽ đi vào bên trong này để cùng với các chú các anh là bầy mâm. Em đi chia sẻ nhé. Vâng anh ạ, em cảm ơn anh nhé. Bà xem. À, bên này thì hiện tại là khách khứa là cũng ra khá là đầy đủ của các bác ạ. Đấy, bây giờ thì bắt đầu là nhìn thấy là anh Minh Khương này các bác này. Anh Minh Khương này có vẻ như là vừa rồi hơi bận rộn anh ạ. Chào Khương, xin chào các bác nha. Hôm nay thì có cả em Lực lên đây thì cũng rất là vui các bác. Đây là hôm nay là ngày tân gia của gia đình của nhà hai ông cháu ông Dĩ.
được sự đồng hành của em Nghiêm với là em Lực và tất cả mọi người xuống đây để cùng chung vui với gia đình, thì cũng cảm ơn đến em Lực thôi và tất cả mọi người ở trên kênh của em Lực nhé. Em sáng đi có bị mưa không? Sáng nay đi thì có bị dính một chút anh ạ. Đấy, cung đường thì có mưa rồi anh. Thế mọi lần thì cung đường di chuyển đi thì em biết rồi, hôm nay là đúng vào ngày mưa nữa, cũng là ngày tân gia của nhà ông, đã đi qua đỉnh đèo gió thì không tránh khỏi được những ngày mưa gió như này, đúng không? Hôm nay thì anh dự định là định làm bao nhiêu mâm anh? Hôm nay thì hôm qua cũng tính rồi thì chắc là làm tầm độ là 10 đến 12 mâm gì đấy. Thì cũng nhà cũng có rất là hẹp nên là chắc là buổi chiều thì một số khách ở xa thì là sẽ buổi chiều sẽ đến, còn buổi sáng này thì cũng chỉ được mấy mâm thôi, cũng không đông lắm. Hầu như là ngôi nhà nào mà thực hiện xong thì cũng đều là có cái bữa tân gia như này. Bữa tân gia thì cũng nói là để mà mấy anh em cùng về với nhau để mà nhìn nhận lại được một cái ngôi nhà và một cái thành quả của thí dụ như anh Minh Khương này, hay là anh chị Nguyễn Hiển, hay là thêm là những anh chị khác ở bên canh nữa, đúng không ạ? Thế thì bây giờ em ghi hình lại cho các bác không đi. Anh bây giờ lại bận mất rồi à? Anh lại bận một chút công việc thôi. Có lẽ là anh cũng đang bận ghi hình, đăng tải lên cho các bác cùng biết một chút. Bạn Trình có vẻ như là không biết là đang suy tư gì cái gì, từ nãy giờ là cứ nhìn ngắm thôi cô bác ạ. Mình hơi đói rồi bạn ạ. Nói không nói nên lời rồi bạn. Đang là giờ... tí sức lực thì tí còn ăn. Đấy, đối với bạn Trình thì bạn ấy bảo là đói rồi, thành ra là bạn ấy không muốn nói nữa, chỉ muốn nhìn thôi. Thưa các bác, đây là em Quân đây. Quân hôm nay ra từ mấy giờ rồi Quân? Hôm nay em ra cùng anh Tiền, em ra thì 8 giờ, gần 9 giờ kém. Gần 9 giờ kém à? Vâng. Thế hôm nay là ra là phụ giúp ông dì sắp xếp à? Vâng. Đây là ba anh em mà khá là thân, ở đây là Tài đúng không? Thế con bạn này tên là gì? Lập. Tên là Lập à? Thế Tài gửi một lời chào tới các bạn đó. Chào. Rồi, nào Lập. Con chào các bạn. Rồi. Đấy, hôm nọ thì là hai anh em là có đi làm đúng không? Hôm nọ là hai anh em cũng đi làm được mấy hôm không á? Đấy, nhưng mà bây giờ thì anh chị Quyền Hiền thì cũng gọi về đặt một bác lên sở bà già lương rồi. Đấy, bây giờ thì các bạn nhỏ là đang chuẩn bị ăn. Các bạn nhỏ thì sẽ là ngồi ở đây. Hay ra phía trong nhà thì bây giờ là phải sắp xếp chỗ ngồi một chút đó. Em quên rồi, em ngồi đây, ngồi ăn cơm này. Đây, thưa các bác, hiện tại thì là các bác cô chú anh chị là ra cũng khá là đầy đủ rồi cô bác ạ. Vừa rồi thì con Lực cũng ngồi cùng mấy anh em là ăn cũng như là dùng bữa xong thôi. Đây, và vào đây để mà nói chuyện với ông dì một chút. Ông dì còn chỗ ngồi không? Cháu ngồi với ông một tí. Cháu ngồi với ông một tí. Đây. Khách ông là hôm nay là về hết chưa ông? Chắc là vẫn còn
Có mấy người nữa rồi. Vẫn còn mấy người nữa à? Vâng. Được tầm mấy mâm đâu? Không biết được. Không biết à? Vâng. Hôm nay thì được anh Minh Khương và anh ấy có mời cháu. Vâng. Đây là phần dạng của ông, cháu đi không có. Nhiều đâu, cháu gửi cho ông là một ít đâu. Về chơi cũng được rồi thì nó các cháu thì nó không là tiền các cháu lấy cái gì có. Thì, chúc ông là tân gia là sang năm mới là gặp được nhiều may mắn ông nhé. Vâng. Sau khi mở tiệm ngôi nhà này thì là ông cố gắng. Vâng. Cố gắng chỉ dạy cho quyết để cho sau này nó không có rơi vào những hoàn cảnh như vâng. Ông đang gặp hiện tại đâu nhé. Vâng. Đây, chúc mừng tân gia nhé. Vâng. Đấy, cảm ơn nhà cháu. Đấy, có lẽ là cái video này cũng khá là dài đúng không bác? Tại vì cháu Lực cũng sẽ phải di chuyển là đi về thôi, quãng đường còn xa thì cháu Lực xin phép là chia sẻ đến đây các bác. Và rất là cảm ơn các bác, cô chú anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại. Video bà cô chú anh chị xin chào trên kênh bạn em. Xin chào các bác. Thế thì bố chị nào? Vâng.